Ok, xin chào bạn, giới thiệu anh em về bộ tarot của hãng Vukeo. Đây có 4 bộ nhưng mà nó sẽ thuộc hai loại khác nhau. Rồi, anh thử quay sát đây đi. Ở đây có 2 bộ 47605, 47605. Và bộ này là bộ 47055. Hai bộ này nó sẽ khác nhau. Mình sẽ review từng cái bộ chi tiết một. Thì hãng Vukeo họ chuyên về sản xuất tất cả các mũi tarot ren và bàn ren, tức là cái tarot ren ngoài á, thì cái này là tarot ren trong. Thì bạn thấy ở trên cái hộp này nó rất là dễ nhận biết. Hộp này là bộ một cây và một mũi khoan. Bộ này là bộ tarot có 3 cây, tức là đi qua 3 bước. Như vậy mình trước tiên bộ đơn giản này trước đi. Đó, thì cái hộp họ cho như vậy, trọng lượng cũng khá nặng ấy, khoảng cỡ gần ký. Hộp bằng nhựa thì cái kiểu cách làm mới, kiểu mới của hãng Vukeo, họ làm bằng hộp nhựa chứ họ không làm bằng hộp kim loại giống như ngày xưa họ làm đó. Thì nó nguyên đai như vậy, nên là khi mà bạn cái đai này có tác dụng là để cái miệng nó bị há ra, mà nó nguyên đai nguyên kiện thôi. Nhưng còn khi mà mình dùng thì mình vẫn phải cắt bỏ ra. Mình phải khi mình review mình buộc phải phá thôi. Gạt đây, một con đuồng ở đây, mở ra như vậy. Thì kích thước của cái hộp này thì sơ bộ, nhiều khi anh em nhìn ở bên trên video nhiều khi không ước lượng được, thì kích thước của cái bộ này nó, cái vỏ ngoài của nó là 1.4, 1.4 ấy, 1.15, dày khoảng 4 cm các bạn ha. Sơ bộ vậy, cầm nó cũng nhỏ gọn trên tay như thế này. Mở ra đi, thì hộp này bằng nhựa ABS thì nó khá chắc chắn. Mình gạt cái đây, mình mở ra thôi. Thì cái bộ này là bộ đơn giản nhất, mình hay gọi là bộ tarot một phát ăn ngay ấy, một phát ăn luôn ấy. Thì họ có 77 size từ M3 đến M12, M3 đây và M12 đây. Này tarot đen trong, tức là tarot cái lỗ ấy. Tất nhiên là theo tiêu chuẩn DIN, vì có rất nhiều kiểu bước đen khác nhau, thì cái kiểu này lấy kiểu thông dụng nhất. Ở bên ngoài hay dùng thì họ cho mình ở đây 7 cái mũi khoan mồi. Như ứng búng bên mỗi một cái mũi tarot sẽ có một cái mũi khoan mồi có đường kính tương ứng phù hợp. Thì họ cho sẵn ở đây để cho mình về có thể làm mới ren ngay từ đầu được. Bên trong các bạn ha, họ cho mình một cái tay quay tarot là cái tay này. Thì về bạn phải gắn thêm một cái phần tay nữa, bạn họ tháo ra như vậy để cho nó gọn. Bạn gắn nó vào đây. Ok. Thì một cái cây này nó sẽ sử dụng cho nhiều mũi tarot. Thì mũi tarot sẽ bỏ vào đây, thì mình lấy cây to nhất để nhìn cho nó dễ. Bỏ đây ha. Tarot bằng tay, gọi là tarot tay ấy, hay là tay quay tarot ấy, thì nó chính là cái này để mình tarot cái lỗ. Ok, thì cây này thì sẽ dùng chung cho 7 mũi. Thì trong trường hợp mà mình dùng cái tay này cũng được, mà trong trường hợp khác thì các bạn có thể dùng cái tay quay tarot tự động như thế này. Tự động tức là cái trong này nó có cái cơ cấu bánh răng để bạn không phải nhấc cái tay lên, bạn quay liên tục được. Thì nó bỏ cho mình một cái thanh chữ T để xỏ vào đây. Đó, thì mình sẽ quay như vậy. Thì bạn sẽ nhét mũi tarot vào đây. Nó cơ cấu của chỗ này nó giống như cái mâm cặp của cái máy khoan vậy. Mình bỏ cái tay quay vào đây thôi. Siết cho nó cứng lại. Đó, để xếp bạn. Nó là cái chân cho. Đây khá vậy. Nó còng thế. Mới keng cầm nó vẫn còn keng xà beng chưa khóa ra hết à. Xem mở xem kết cấu bên trong này như nào mà khó chịu vậy. Nó có đè cho thôi đúng không hả? Siết cho nó cứng lại thôi. Này có mật khẩu gì nữa không? Này nó mới xoay không bạn mình nào đó thì mình siết cho nó cứng vào đây, hình như nó có gì đó đây đây đấy. Đây nó mới đúng ở đây, nó có một cái nãy gạt ở đây, cái này tay quay này. Gạt ở đây là cái đốt chiều ngược lại mà giữa đây là trung tính, tức là chưa quay đâu hết. Gạt đây thì nó sẽ có cái cơ khớp ở đây, nghe cho nghe là tẹt 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 đúng không?
chả nghe cái khớp răng nó ăn khẹt khẹt. Mình đào qua đây, mình phải giữ cái này thì nó mới nghe tiếng khớp, đã ăn khớp răng. Mình xoay ngược lại đó, thì bạn xoay xoay tay kiểu như này thì nó tạo ra taro, thì bạn khỏi phải nhấc tay lên như thay vì cái này. Hay là bạn xoay xong bạn lại phải nhấc lên, là bạn lại xoay. Ok, một bộ của nó như vậy. Mỗi cái nó sẽ có một cái khoang riêng, thì các bạn khi bạn làm xong thì các bạn bỏ nó vào. Thì nó từ M3 M12 này gọi là taro một phát ăn luôn. Nó có một cây như vậy thôi, thì cây này thường taro mà có một cây như này thì nó sẽ là cái cây hoàn thiện luôn. Thì cái mũi, cái gia công ở trên đây nó khác với lại cái bộ taro 3 cây. Một lát mình sẽ mở cái bộ 3 cây đây. Để anh em nào giá cả của bộ này là cái thứ mà anh em quan tâm nhất, thì giá nó tùy theo thời tiết, tùy theo giá vàng, tùy theo giá xăng. Mỗi một ngày nó có một cái giá khác nhau. Thì anh em liên lạc, anh em gọi cho cái số điện thoại trên hotline đấy, thì bên mình sẽ cho cái giá vào tại thời điểm mà các bạn hỏi giá thì nó sẽ xác thực nhất. Đây này, mũi khoan mồi 7 cái luôn. Anh em mà có mũi khoan mồi rồi thì tự nhiên được cho thêm 7 cái rồi. Người đã có thì được cho thêm, người không có thì lấy bớt đi. Ok, bỏ như vậy mình sẽ để nguyên đây để làm so sánh ha.